Xin chào quý vị, hôm nay thì Quỳnh Trang xin được giới thiệu đến quý vị một siêu phẩm máy làm sữa hạt đa năng thế hệ mới đến từ thương hiệu Elzone. Trước kia làm thủ công, để có được một ly sữa hạt bổ dưỡng phải trải qua nhiều công đoạn từ ngâm, xay, lọc, đun, rất tốn nhiều thời gian mà còn dễ bị thất thoát dinh dưỡng trong quá trình chế biến. Nhưng kể từ khi có máy làm sữa hạt đa năng EX500, mọi việc đã trở nên đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng hơn trước rất nhiều. Với chiếc máy Elzone này thì Quỳnh Trang không cần phải ngâm đậu trước mà mình sẽ cho trực tiếp đậu vào trong máy. Sau đó mình sẽ cho một lượng nước tương ứng. Sau đó mình sẽ đậy nắp và khóa an toàn lại. Rồi bây giờ mình chọn chế độ là sữa đậu. Trong khoảng thời gian đầu, máy sẽ tiến hành ngâm, sau đó kết hợp vừa xay vừa nấu. Trong thời gian nấu thì chúng ta không thể mở nắp, nên nếu như chúng ta muốn thêm nguyên liệu thì mình sẽ cho vào phần nắp tiếp nguyên liệu ở đây nhé. Vậy là xong rồi đó. Sau 30 phút thì chúng ta đã có một ly sữa đậu nành rất thơm. Và đây, chúng ta cùng xem thành phẩm nhé. Theo như cảm nhận của mình nhá, thì sữa rất thơm và mịn mà đặc biệt là không bị cợn đâu các bạn ạ. Đặc biệt với chế độ hẹn giờ 24 giờ, bạn có thể nấu sữa bất cứ lúc nào bạn muốn. Ví dụ như tối, bạn có thể cho đậu và nước vào cối, bật hẹn giờ 6 giờ hoặc 7 giờ dậy là bạn đã có sẵn một ly đậu nành thơm ngon bổ dưỡng cho buổi sáng tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, với những ngày bận rộn, nếu nấu xong mà chưa dùng ngay thì bạn sẽ chuyển sang chế độ giữ nhiệt cho đến khi bạn tắt máy. Với chế độ giữ nhiệt này, bạn cũng có thể sử dụng để hâm nóng sữa hay là các thức ăn dạng lỏng cũng rất tiện lợi. EX500 tích hợp hai chế độ nóng, lạnh cùng 12 chương trình xay nấu, nấu được nhiều loại món ăn, thức uống khác nhau như sữa đậu, chè, súp, sữa bắp, cháo ăn dặm, cháo dinh dưỡng, hầm, hấp, đun trà, nước ép, sinh tố, xay nhuyễn. Và ba chế độ giữ nhiệt, hẹn giờ, vệ sinh. Hỗ trợ mùa dịch, Elzone giảm ngay 30%. Còn chân cho gì nữa mà không để lại số điện thoại cho chúng tôi để được tư vấn đặt hàng ngay.